qua wow, cái kiểu này đẹp. Nắng chị nha cưng, chị yếu nắng. Nhìn cái giá hả? Qua wow, cây xài trái rất là nhiều luôn ha. Đã nha, đấy. Mình đang đứng chán nè. Anh đứng trong, anh đứng xích xích kia xíu. Anh đứng. Rồi, xong rồi chụp hình. Em bay qua giữa luôn. Nhìn có hồn lắm luôn á. Nay trên lon vậy là say nắng luôn. Cây me đất, mà nãy nhìn tưởng đâu cây mắc cỡ sao trồng nhiều. À, ngon quá. Cái này cái kiểu. Nó thả nó đụng vô nó khép lại à, y chang à. Ừ. Ở nội nhà chắc yêu cây mắc cỡ dữ lắm. À. Ý là nhét theo hiểu không? Không, ở đây nè. Ở đây cho sao. Dính dính cảnh. Bà chủ ơi tăng cường cho. Ừ, rồi có em. Em ơi cho anh đi dầu dầu sống ta sẽ đưa chị sáng cho bé em giờ em chưa đi mãi đây. À, đây là cô Kiều Mai Lý này cả nhà. Lý không biết cô diễn trong bối cảnh nào nha cả nhà. Mấy anh chị đang diễn bên trong đó nha. Mấy đứa đông chụp lắm rồi. Ở đứng ngồi.
đứng cho nó có cảnh đồ con. Để em chụp chụp cho chị đi. Đi hai con cảnh được. Đây nè má. Đây nè. Đây cái bông bụp con ơi. Đây đi con. Nó chụp cận chứ nghe. Ừ đúng. Chị Loan nhìn qua xéo cái này đúng rồi, nhưng mà con mắt cái mặt xéo nhưng mà con mắt thì rồi rồi chụp con đi đơ ngành tơ đơ như cái cơ đó rồi mình thả tim cái đi. Trời ơi cưng quá trời. Cô Kiều Mai Lý đúng không? Ờ, à, đây là cô Kiều Mai Lý nha cả nhà. Dạ. À, phim trường đó nha. Mình cứ ngồi thoải mái dưới đất cho nó mát mẻ. Chị Loan thì đang bên trong đó nha. Chưa tới bối cảnh của chị. Bối cảnh hiện tại bây giờ là vợ chồng mình sang trước. Hiện tại đang dặm thêm cho chị Hồng Loan, gần tới bối cảnh của chị Hồng Loan rồi cả nhà. Đó, gần tới bối cảnh của chị Hồng Loan rồi. Cái này đang trang điểm thêm. Chị rất là vui luôn cả nhà. À, chuẩn bị cái MV này là ba anh chị luôn. Vui. Dạ thì Hồng Nhân xin chúc cho cả nhà mình đó thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công và đạt trong cuộc sống. Dạ, những cái chân thành và đại chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hồng Nhân sẽ chia sẻ với kế tiếp gửi đến cả nhà mình. Đây là chị Bích Trâm, chị Hồng Loan, chị xa là anh Hải, anh Linh Tý. Dạ.